Anh Kim hứa sẽ chăm sóc và yêu thương. Với lại là lúc nãy chị đi là chị cũng đã nghi rồi, tập đi bộ làm sao mà tập gì mà trời nó tối như này được. Cảm ơn mọi người, cảm ơn T Production nha. Chắc có lẽ đây là giây phút mà Hà nghĩ rằng là sẽ rất là ý nghĩa, bởi vì có đầy đủ cả Suel này, rồi Lisa Leon, bà ngoại ở đây để cùng chứng kiến giây phút này ha, Suel. I decided to propose today because I really felt it was the right time. You know, I've been thinking about the proposal for a long time. We've been together for 3 years. We built a life together, and now we have two beautiful babies. So I felt it was maybe not the most romantic surrounding doing it at a hospital, but it was the most meaningful one. I could really do the proposal from my heart. I don't think it's necessary where you do it. Like, it's not necessary like how much money you have or what ring you can buy, but the key thing is that you're doing it from your heart, and that's what the proposal was about, for me letting her know that I plan for us to stay together forever, and I really believe we will. Thực sự nếu mà đây không phải cầu hôn sẽ không bao giờ Hà cho phỏng vấn trong tình trạng mặt mộc như thế này, và mấy ngày hôm nay cũng chỉ có nằm và cũng chưa hồi phục được sức khỏe. Và bản thân Hà là một người cũng rất là khó để bị lừa và làm những chuyện như thế này. Và Hà cũng là một người cũng không có thích tổ chức đám cưới hay là những cái gì mà nó rình rang quá. Tuy nhiên có lẽ chính vì mình không có thích nên là mình không có nghĩ tới nó nhiều. Thành ra khi mà nó xuất hiện như vậy thì cảm thấy cũng rất là bất ngờ. Rất là bất ngờ. Và mọi người trong ekip đã lừa được Hà, và đặc biệt là Kim cũng lừa được Hà. Thực sự Hà nghĩ đây là lần đầu tiên mà Hà được một người đàn ông họ quỳ gối và cầu hôn mình như vậy. Và Hà nghĩ rằng là tất cả những cái điều này phải xuất phát từ tình cảm thật thì mới có thể chạm đến được cái cảm xúc của mình thật. Nó không diễn ra theo cách như là một cái kịch bản hay là một ai để cố để làm hài lòng mình. Và đây có lẽ là điều mà Hà nghĩ là Kim cũng rất là mong muốn, muốn làm một điều gì đấy cho Hà khi mà Hà sinh em bé. Thành ra cũng cảm ơn ekip, và đặc biệt là cảm ơn, chắc có lẽ cũng phải gọi là chồng rồi, đã dành cho Hà những cái giây phút rất là được trân trọng như thế này. Và nghĩ là phụ nữ thì hạnh phúc nhất là tìm được một người yêu mình và trân trọng mình. Thì Hà hy vọng là bọn Hà sẽ gắn kết với nhau lâu dài để cùng xây dựng một gia đình thật là hạnh phúc như những gì mà tất cả khán giả luôn cầu chúc cho Hà và Kim.